tại. Mặt trăng và ngôi sao, anh thích cái gì? Anh thích ngôi sao. Còn em? Em thích anh. Mà anh Tài, sau này á anh mà có vợ thì anh kêu vợ anh bằng gì? Là vợ yêu hả? Hay là bà xã? Bà xã. Dạ, mình kêu em. Mình kêu em. Nhỏ mặt dày. Ê, cho đói, đứng lại. Dám nói tôi mặt dày hả? Anh Tài ơi, hôm nay ngày đẹp quá ha. Nhưng mà ngày đẹp nhất đối với em á là ngày em được cùng anh lãnh bằng khen gia đình văn hóa. Trời, vậy cũng dám nói nữa hả trời? Kệ cha tôi. Bộ chỉ xin lỗi vậy thôi mà được hả? Anh có biết gì? Nè, em báo công an đó nha. Vì cái tội anh dám ngược đãi trái tim em hả? Đứng lại đó, có ngon làm thêm cái nữa đi. Trời, cũng đã đổ mưa rồi, sao Tài chưa đổ em? Gì vậy ba? Chuyện quá. Hết hồn. Only you can to make all this world seem right. Hôm nay có trường, có lớp, có thằng Hoàng, chính giám. Chỉ cần mày còn ấy, tao sẽ không lấy chồng. Tính thề. Tao chết tao cũng phải bắt mày lấy chồng. Còn tao chết còn không lấy chồng. Mà sao mày ly vậy? Mày không chịu lấy chồng bây giờ mày muốn lấy ai? Tôi với ông chưa cưới được là do ai? Đúng rồi Hoàng ơi, tuổi em lấy vợ là đúng rồi. Đàng Hoàng em chỉ thích đàn hay mà nó vẻ đẹp nữa chứ. Trang nó cũng rắn trẻo hiền lành mà nấu ăn ngon nữa. Dạ đúng, được không? Chị biết nó mê trai mà, sao giờ còn ép con lấy nó nữa. Trang không chịu lấy đâu. Trời ơi, sao mày không bỏ nhà, bỏ tao mày đi vui đời vậy? Anh là Tài. Tao là hai hai gì? 22 hai hoặc hai thôi. Tôi thì nấu ăn hiền á thì nó mới cúp, ông á thì làm văn nghệ. Ý bà phải là ba đứa mình tổ chức tiệc cưới cho người ta không? Ừ. Ê, không biết ai sáng tạo ra cái vụ đám cưới, người muốn cưới cũng khổ mà người không muốn cưới cũng khổ. Dạ. Em là chị á, kể từ ngày mai em biết được chồng em bỏ, ngày nào em cũng nắm đầu chồng em ra em đánh cho bỏ ghét. Sao? Trời, cũng đã đổ mưa rồi, sao Tài chưa đổ em? Gì vậy ba? Chuyện quá. Hết hồn. Đủ rồi đó, chuẩn bị đón nó về. Hai, coi như hai chị em một lần. Hai vì gia đình của mình. Má con mình ơn mà. Con gia đình thì về đi. Anh xin lỗi mà. Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa. Lớn rồi, khóc chứ con nít à. Mày lấy về hai bây giờ. Hát tiếng bích tinh. Con chó ẩm trên tay bây giờ nó lố bây giờ nó lố con chó luôn. Bây giờ hết rồi nó cưới nhau luôn kìa trời. Sao mà lấy nhà được hay quá vậy? Hai con ráng nha con. Phát thương phát tài nha. Không con vô nha hồi nó cưới vô nha. Nó cưới vô nha con nha. Ai vậy? Nụ cười chết thong vương tóc trên má hồng. Nè nè, đừng có bắt chước làm cái ế nha Trang. Ế giờ là xu thế đó chị bà. Không nổi tên nào gần đây làm mình đó. Tôi lấy chồng dữ vậy không biết. Từ từ không có chồng thôi. Mày không chịu lấy chồng bây giờ mày muốn lấy ai? Không lẽ mày lấy thằng này? Ngày xưa Thúy Kiều bán mình chuồng cha. Còn bây giờ Thúy Trang lấy thằng Hoàng đi chuồng chị ba nghe cô. Hoàng ơi em 30 tuổi đầu rồi. Em không lấy vợ là tao nói em 3D. Ai mà đàn ông mình nói gì vậy? Không có làm liếc gì hết á. Ghê nha. Chiều có người qua coi mắt. Mùa xuân này em chưa lấy chồng.
vẫn chưa muốn lấy chồng. Trời ơi, chán cái đôi gà của tôi. Chán thiệt luôn á, thời buổi giờ mà còn có chuyện ép cưới. Trốn đi cho đỡ buồn.